Chị hai ơi, mắc cười quá à. Chị hai cười đi. Cười đi mà. Không, con vẫn còn nhận ba. Để coi sau này ba còn nhậu say xỉn không. Thôi mà, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đừng giận ba nữa, lấy cây viết lông này. Cũng dễ con mèo, dễ con chó, dễ con bò, dễ con heo gì đó. Dễ đại trên đầu ba đi nè. Dễ xong đừng giận ba nữa nha. Không. Ba ơi, hay là ba cho con dễ đi. Thôi, cái gì vậy? Thôi. Tôi cho chị hai mấy người giận mấy người dễ thôi. Mấy người có giận tôi đâu mà kêu dễ. Thôi mà, nè, ba hứa, ba thề với con luôn. Từ nay về sau ba không bao giờ nhậu say xỉn nữa. Nếu mà ba tái phạm cái lời thề của ba thì ba sẽ... Sẽ xong rồi quên chứ gì. Không phải đâu công chúa của ba ơi. Trời ơi, ba lúc nào cũng thương tụi con hết. Ba hứa từ nay về sau ba thương hai anh em tụi con như là hai đứa con ruột của ba nha. Ba thương tụi con nhiều hơn nữa nha. Ba không thể nói dối tụi con như thế này hoài được. Ôi mà, ba có nói hoài đâu. Ba mới lần đầu thôi à. Ôi, ông cảm bỏ cho ba nha. Nha công chúa của ba. Ba thương con lắm luôn á. Nha, ba hứa, bây giờ con muốn ba hứa gì ba hứa hết. Ba, ba muốn gì hai không giận. Với một điều kiện, ba đừng có cho Candy với anh Winner làm con ba nha. Ủa, ai nói là ba cho Candy với Winner làm con ba? Thì cô Linh nói chứ ai. Con chỉ muốn làm con của ba Tùng thôi. Ba biết rồi mà cô Linh nói gì, sao cô Linh nói vậy? Đúng rồi đó ba, lúc nào cô Linh nói chuyện với tụi con cũng bắt nạt tụi con không à. Là ngày hôm qua tụi con khóc quá chừng luôn. Có chuyện đó luôn hả? Dạ. Ba hứa với tụi con từ nay về sau ba không bao giờ để cho cô Linh bắt nạt tụi con nữa. Được chưa? Ba sẽ bảo vệ tụi con. Được chưa? Dạ. Ba sẽ là Superman, ba sẽ là Spiderman, ba sẽ là Batman, ba sẽ bảo vệ tụi con. Được chưa? Dạ. Giờ hấp dẫn tôi chưa? Có thể cho tôi một nụ cười được không? Đó, trời ơi, ấm áp gì đâu là ấm áp. Nhưng mà con vẫn còn giận chút chút. Thôi mà, trời ơi, nhỏ xíu tuổi mà hở chút giận là mau già, xấu xí lắm á. Mặt sẽ chảy xuống ghê lắm á nha. Đừng có giận, lúc nào cũng phải tươi cười, giống ba lúc nào cũng phải tươi cười. Đúng không? Ê, chờ chờ ba chút nha. Alo. Trời đất ơi, tôi quên. Chờ tôi chút. Nè, bây giờ ba có công việc, ba phải đi. Tụi con ở nhà nhớ coi nhà, đặc biệt không được quậy phá. Hai chị em phải thương yêu nhau và đặc biệt không được cho người lạ vô nhà mình, nghe chưa? Nhưng mà ba, khi nào ba mới mua tập sách cho tụi con? Thì để ba về đi rồi tính với con gái yêu. Mang mấy cái hồ sơ này đi đóng dấu cho tôi đi. Ủa chị, cái này là việc bên văn thư mà. Tôi không cần biết. Thắc mắc á thì đi lên phường ha. À, hay là ỷ quen với lại anh Tùng rồi bây giờ không có muốn nghe lời ai hết. Dạ không có đâu chị. Chị đừng hiểu lầm em chị. Dạ. Cố ý á, khoe cho tôi thấy chiếc nhẫn mới mua đúng không? Dạ, chiếc nhẫn này của mẹ em cho em mà chị. Tôi không cần biết. Tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Chú này cười quá nha. Chú cười lên nỗi đau của người khác vậy đó hả? Gì nỗi đau? Chứ giờ muốn sao? Chú thấy người ta bắt nạt con vậy, chú còn cười được nữa. Bây giờ tao hỏi muốn sao, nói. Tại chú phải làm cho mấy người đó không được bắt nạt con nữa. Sao làm được? Thôi mà xin lỗi, chọc chơi thôi. Giúp thì được rồi đó, chuyện nó nhỏ xíu à. Nhưng mà phải giúp chú lại một chuyện. Chuyện gì? Thì những lúc mà vắng nhà thì coi giùm hai đứa nhỏ thôi. Cái gì? Những lúc chú vắng nhà là những lúc con cũng ở trên công ty mà. Ai nói trong giờ làm việc, tôi nói ngoài giờ. Lúc tôi đi chơi với bạn gái người ta đó. Chú cười quá à. Chú cũng phải cho con thời gian để tìm hiểu bạn trai chứ. Vậy thì thôi, thân ai nấy lo. Từ nay về sau bị ăn hiếp đừng có hú tôi nha. Ê khoan à. Gì? Rồi con canh. Nhưng mà chú không được đi quá 12 giờ. Cái gì? Từ 12 giờ trở đi mới là giờ đẹp. Nghĩ sao canh không quá 12 giờ. Vậy thôi, khỏi luôn đi. Ê chú! Chú! Canh đi canh! Đồ hàng xóm đáng ghét. Ừ.
Công nhận á, nhà anh Tùng có cô xin dễ thương với yêu trẻ con ghê ha. Trời ơi, ai nói tôi ô xin vậy? Tôi giúp chú Tùng thôi. À, ok ok, không phải ô xin, giúp anh Tùng thôi. Ừ. Chị quá đáng. Chị em. Anh, nãy giờ làm gì để em đợi lâu quá vậy? Thôi được rồi, dắt đi coi phim vui lắm. Trời. Mấy giờ về vậy chú? Thái độ là thái độ gì vậy? Quy định sao? Không hỏi giờ về nhớ chưa? Ok. Đi em. Phim này rất là hay. Hai đứa mình coi là sẽ... Ba Tùng! Ba Tùng! Ba Tùng! Cái gì vậy tụi con? Cái gì vậy? Con có đi với ba Tùng. Trời ơi! Nhìn hai đứa đòi đi mà đứt ruột. Cái gì vậy? Sao lố lắm vậy? Để anh lo cho. Nè, hai đứa con ngoan ở nhà nha. Ba đi về ba thương nha. Nè, cầm cái thẻ dắt tụi nhỏ đi ăn. Rồi kiếm cái gì đó dắt tụi nó đi chơi cho vui đi. Nhớ tiết kiệm. Trời gái đặc. Quê. Bỏ cái mặt đó liền. Nếu không muốn ngày mai lên công ty bị đì. Ok. Hai đứa nhà chế chị cưng. Dạ. Chào ba đi hai đứa. Dạ, anh chào ba, anh chào cô. Ngoan. Chào con. Mình đi em. Ê, có muốn đi quẩy với chị không? Dạ muốn. Đi. Alo Vi hả Vi? Sao cái thẻ chú hết tiền rồi? Thì con xài đó. Trời ơi, xài gì đâu mà xài ác nhân. Xài không chừa lại 100.000 của người ta nữa. Chú nói con cứ xài tự nhiên đi. Mấy em thích gì cứ mua cho nó hết. Thôi chú, chú. Hồi nãy con mới mua được cái đầm hàng hiệu mà con 1 triệu à. Nói là một chuyện nhưng mà xài phải có tình người trong đó chứ. Xài gì mà xài hết vậy? Bây giờ đang ở đâu? Mới đi mua đồ xong, giờ đang uống trà sữa nè. Bây giờ làm ơn chạy tới xin để bóc. Trả tiền vé cho chú lẹ lên. Cái gì? Tụi con bận rồi, vậy nha. Bây giờ uống xong mình đi đâu ta? Đi công viên. Em đi đâu? Đi xem phim. Rồi uống hết đi đi. Dạ. Vi. Vi. Anh. Anh. Vậy. Trời, anh lớn tiếng với em luôn hả? Không. Có gì không? Tại kêu giật giật mình. Không có gì. Anh thanh toán kìa. Thì ấy đi. Thì anh ấy đi, thanh toán đi. Gì đấy em, gì đấy tính. Ủa là sao? Hồi nãy đi, thay vì lấy thẻ ngân hàng anh không lấy. Anh lấy lộn thẻ xe. Anh đi chơi với tôi mà anh không đem tiền hả? Thì đi chơi thì sẽ đi chơi dài lâu mà. Thì mấy cái dài lâu sau này anh trả. Còn cái bữa nay khai trương ngày đi chơi đầu tiên em trả được không? Gì? Anh nói vậy mà anh nói được đó hả? Con trai gì kỳ vậy? Hả? Đi chơi với bạn gái mà để bạn gái trả tiền vậy hả? Tiền bỏ đâu trả? Lấy tiền trả cho anh nè. Để làm gì? Làm gì vậy? Hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa nghe chưa? Thứ con trai gì đi chơi với bạn gái không đem tiền, nhục nhã sao? Dữ quá trời. Vậy anh có mua vé gì không anh? Ở đây có ai bán vé chợ đen? Cái gì? Không thể nào tưởng tượng được một nhân viên sale mà bây giờ làm như một cái máy photocopy vậy đó. Tôi không làm nữa. Làm gì mặt sưng mày xỉa. Nè, rảnh quá không có gì làm á, làm ơn làm phước lựa giùm tôi cái đống hồ sơ này. Ngô ra ngô, khoai ra khoai, nghe chưa? Trời đất ơi, em đâu phải con tấm đâu mà lựa ngô ra ngô, khoai ra khoai. Trời, cô mắc cười quá ha. Cô là nhân viên mới, hiểu không? Bây giờ tôi muốn cô là tấm thì cô phải là tấm. Mà tôi muốn cô là cám thì cô cũng không được làm gì ghẻ, hiểu không? Nhưng mà anh nên nhớ em được ứng cử vào đây với vai trò là nhân viên kinh doanh bất động sản, chứ không phải là ô xin văn phòng. Trời đất, cô hôm nay con này nó cá tính dễ sợ. Bây giờ nè,
Tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô có làm hay là không? Em không làm. Dạ, dạ em chào anh. Gật đầu và làm rồi đó. Dạ. Chú kỳ quá nha, chú làm gì là bất công với con. Đến. Làm nhân viên kinh doanh bất động sản hay làm cò đất hay làm bất cứ thứ gì cũng phải cần tiền để sống. Dẹp cái suy nghĩ sâu rộng đó đi. Nghĩ thực tế chút xíu. Không. Cái gì đó? Đuổi thì thôi. Sao chú nọ đối xử với Vy vậy chứ? Ngay từ đầu chú không thích Vy làm cho công ty này, chú cứ nói thẳng đi. Nhóc, con ngây thơ quá vậy. Mới có chút xíu chuyện mà tính bỏ cuộc rồi hả? Cái công ty như một cái xã hội thu nhỏ, loại người nào cũng có. Tập đối mặt dần cho quen. Chỉnh lại tóc đi. Nè. Trời ơi, nó ghê quá vậy. Thì bởi vậy, chỉnh tóc lại xong rồi làm tiếp nha. Đồ ăn sớm đáng ghét. Có tình yêu thương thiết tha, cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.